Hello mọi người, mình là Sam và sau đây mình sẽ demo cho mọi người cây Edward Les Paul 105 CD. Cây này thì có hai pickup humbucker. Sau đây mình sẽ demo với cái tiếng neck pickup trước. Tiếp đến đây sẽ là mình mix hai pickup với nhau. Cái nốt này lên thì nó sẽ tách coil, và cái sau này thì bạn sẽ nghe được cái khác biệt về âm thanh nó rất là rõ khi mình tách coil lên đánh ở cái mix hai pickup với nhau. Sau đây mình sẽ thử cái bridge pickup. Sau đây mình sẽ demo cái tiếng distortion của bên này cho mọi người nghe. Đây là neck pickup.